chương một một cô bé khác biệt nguồn mê truyện audio com ren 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 tiếng chuông tan học vang lên trong căn phòng học đơn sơ bắt đầu trở nên ồn ào nhốn nháo được rồi được rồi tan học thôi nữ thanh niên tri thức vu thu cốc đã theo bọn trẻ được một học kỳ chỉnh lại kính mắt cho đám trẻ con thôn giả ra ngoài giọng nói của cô không hề mang chút uy nghiêm nào trong đám học sinh lớn nhỏ đang gùa ra ngoài có một đứa trẻ vô cùng bắt mắt, lúc cô bé nghe thấy vu thu cốc nói tan học, mới bắt đầu chậm rãi bỏ sách giáo khoa cũ kỹ và quyển vở vào trong cái cặp sách màu đen. Trên cặp còn theo hình vẽ một con heo đáng yêu, cô bé này tên là Bì Tiểu Tiểu, người cũng như tên, vóc dáng nho nhỏ, năm. Nay vừa tròn 10 tuổi. Tuy đã lên lớp 5, nhưng cô bé trông vẫn giống mấy đứa lớp 2, lớp 3, đến khi các học sinh ra hết khỏi phòng học, Vu Thu Cốc mới liếc nhìn bị Tiểu Tiểu vẫn còn chậm rãi thông thả thu dọn bàn học. Tiểu Tiểu, hôm nay em lại là người cuối cùng đấy. Vu Thu Cốc nhìn bị Tiểu Tiểu lẻ loi trơ trọi một mình, có chút đáng thương, nhưng cô không biết nên giải quyết vấn đề này như thế nào, chủ yếu là do người nhà của bị Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, hôm nay người nhà có đến đón em không? Vu Thu Cốc ân cần hỏi, không giống với những đứa trẻ khác, tuy đã lên lớp 5, nhưng người nhà của bì tiểu tiểu vẫn thường đến đón cô bé cũng coi là một phong cảnh đặc biệt trong trường học anh trai em đến rồi anh ấy cầm vở toán của em đi tìm thầy trương rồi bì tiểu tiểu cất sách vở xong đẩy cái ghế nhỏ của mình vào gầm bàn sau đó đi ra cửa lớp lúc gần đi qua cửa cô bé rất lễ phép đứng lại chào thanh niên trí thức vu rồi mới bước ra ngoài chào cô vu ạ à. lúc vu thu cốc nghe bì tiểu tiểu nói anh trai cô bé đến rồi da mặt không khỏi giật giật sau đó thì đau đầu tiện thể thương hại thanh niên trí thức họ trương mà anh trai của bì tiểu tiểu đang đến tìm cô không khỏi cảm thán may mà mình chữa bài tập rất nghiêm túc không để xảy ra sai sót gì bì tiểu tiểu đeo cặp lên vai ra khỏi phòng học sau đó đi về phía phòng làm việc của thầy trương cô bé còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng cãi vã từ trong phòng truyền ra bì tiểu tiểu do dự một chút quyết định đi về trước thì hơn, đợi anh trai cô bé cãi nhau xong có lẽ là qua cả giờ cơm tối rồi. Chương 2. 2. Nhặt được tiền. Nguồn. Mê truyện audio.com. Trên đường trở về, thỉnh thoảng lại có những đứa trẻ ở bên cạnh nô đùa nghịch ngợm, nhưng khi đi ngang qua bì tiểu tiểu, bọn chúng đều không hẹn mà cùng dừng động tác lại, cách xa bì tiểu tiểu ra chừa lại một khoảng cách an toàn với cô bé, đôi mắt đen lấy của bì tiểu tiểu vẫn luôn nhìn chầm chầm xuống đất, một cục đá, hai cục đá. Ồ, cô bé chợt dừng chân, bên cạnh chiếc giày vải màu đen súc chỉ đầy mụn vá có tờ tiền một xu cũ nát, xem ra là đã bị thất lạc ở đây rất lâu rồi, nhưng không biết vì sao không có ai nhặt, bì tiểu tiểu cúi người xuống nhặt tờ tiền lên, mặc dù nó hơi cũ nát, nhưng vẫn có thể sử dụng được. Trên mặt bì tiểu tiểu lộ ra nét cười mừng rỡ, quả nhiên, không đi cùng anh trai là quyết định chính xác, nếu đi cùng với anh ấy thì đồng tiền này đã không có phần của cô bé rồi, Bì Tiểu Tiểu cẩn thận gấp tờ tiền lại, nhét vào trong cặp, tiếp tục đi về với tâm trạng vui vẻ. Ven đường toàn là cỏ dại cao bằng nửa người, bên dưới có một cái rãnh nước đến đầu gối Bì Tiểu Tiểu, mùa hè, cô bé rất thích bắt cá trong rãnh nước, chỉ cần sờ vào là bắt ngay được một con, nghĩ đến chuyện sắp vào hè, mình lại có thể xuống sông bắt cá, Bì Tiểu Tiểu càng thấy vui hơn hai biếm tóc cũng lắc lư theo nhà họ ở cuối làng, gần với sau núi, cách trường học chỉ một đoạn đường ngắn, bị tiểu tiểu quen thói đi từ đầu làng đến cuối làng, giống như đi qua trường quay kịch câm không một tiếng. Động, sau đó trở về nhà mình, một căn nhà được xây bằng gạch nung, bởi vì đã quá lâu đời, cho nên vách tường loan lỗ khá nhiều rêu xanh, trên nóc nhà lợp rơm rạ thu hoạch từ năm ngoái, khoảng sân được quay đơn giản bằng hàng rào đang từ nang tre cao khoảng một mét, trong sân trồng đầy rau củ xanh biếc, ở giữa điểm suýt một vài cây rau màu đỏ, thấy không có ai trong sân, Bì Tiểu Tiểu cũng không lạ, người nhà của cô không phải đang tranh cãi với người khác thì cũng là đang trên đà chuẩn bị tranh cãi. Với người khác. Bì Tiểu Tiểu đi vào phòng mình, không, là phòng của cô bé và chị gái, trong phòng để đầy đồ, giường chiếu cũ kỹ, tủ quần áo, gương trang điểm không biết móc từ đâu ra, còn có bàn học và giá sách nhỏ, mỗi lần thấy mấy thứ này, Bì Tiểu Tiểu đều cảm thán năng lực nhặt nhạnh của chị mình. Không biết chị ấy làm sao nhét được bao nhiêu đồ như thế vào căn phòng nho nhỏ này. Chương 3 Ba, cha mẹ sắp nhậm chức Nguồn Mê truyện audio.com Thực ra họ có phòng trống, dù sao chú hai bị tiểu tiểu cũng là thợ một, trước đây còn chưa quản lý nghiêm ngặt, có thể lên núi chặt ít cây, dựng một căn phòng nhỏ đơn sơ không thành vấn đề, nhưng lúc còn nhỏ sức khỏe bị tiểu tiểu không được tốt, vẫn luôn ngủ với chị gái, sau khi bị hướng tình lên cấp 2 một tuần mới về một lần, cô bé cũng không muốn dọn ra ngoài nữa, bởi vậy hai chị em vẫn ở chung một phòng, cất đồ xong, bị tiểu tiểu sắn tay áo, bắt đầu đi nấu cơm tối, cơm tối vô cùng đơn giản, cô. Lấy ít bột ngô và bột mì hòa vào với nhau, nhào thành một cái bánh, bỏ thêm chút rau lên trên là được, bị tiểu tiểu cầm chiếc ghế nhỏ của mình đặt cạnh bếp, tính thời gian xong thì bắt đầu chuẩn bị bữa tối, đến khi cô bé bưng đồ ăn ra, thấy một bóng người hớt hải chạy vào tiểu tiểu, mẹ con sắp phát đạt rồi. Tô Minh Phương chạy đến vải nước, múc một gáo nước uống ừng ực, sau đó nói liến thoáng với bì tiểu tiểu. Hội trưởng hội phụ nữ trong đại đội chúng ta ngày ngày buôn chuyện nhà bên này, mai mối nhà bên kia, mẹ nói người ta sắp xếp vị trí này cho chị, không phải để chị làm ba mai. Hứ, bà chị miêu kia không nghe, nói có bản lĩnh thì mẹ làm hội trưởng hội phụ nữ đi, mẹ vừa nghe thấy câu này, làm sao mà chịu được chứ mẹ đáp lại ngay tại trận được để tôi làm cho tuy mẹ không thèm gì chức vụ này nhưng khỏi phải nói chức vụ này chắc chắn là của mẹ rồi tô minh phương tỏ vẻ bất mãn với chị miêu bị tiểu tiểu nghe mẹ nói muốn đi tranh cử chức hội trưởng hội phụ nữ bèn dừng tay lại mẹ cô bé còn chưa rõ địa vị của mình ở trong làng à muốn chọn ra hội trưởng hội phụ nữ thì cần mọi người bỏ phiếu con dâu tiểu tiểu lúc này từ xa vang lên tiếng gọi bị văn quan từ ngoài sông vào như một cơn gió, đồng phục bằng vải thô đã ướt đẫm mồ hôi, tóc dán vào da đầu như vừa gội. Mình làm sao thế? Tô Minh Phương nhìn bộ dạng chồng không khỏi giật mình, hôm nay không nóng lắm, làm có chút việc sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy. Nói với hai mẹ con một tin tức tốt, tôi sắp làm đại đội trưởng rồi. Bì văn quan tuét miệng cười, mặt mang theo vẻ đắc ý. Thật sao? Cái gì? hai mẹ con cùng lên tiếng, một người là mừng rỡ, một người là kinh hãi, bị tiểu tiểu tưởng rằng hôm nay chỉ là một ngày bình thường trong cuộc sống của mình, nhưng không ngờ cha cô bé lại mang đến một tin kinh hoàng như thế. Chương 4 4. Vì sao cả làng ghét Nguồn Mê truyện audio com Nhìn hai bố mẹ vui vẻ kiêu ngạo, bị tiểu tiểu cảm thấy mình và họ không cùng một thế giới, điều gì khiến cha mẹ cô bé cho rằng họ có thể làm được chức vị đó là đầu óc đại đội trưởng có vấn đề hay là người trong làng mù mắt tuy cha mẹ cô bé làm việc rất có tay nghề nhưng cũng không thể che đậy được việc hàng xóm láng giềng ghét hai người đừng nói là người trong làng ngay cả bà nội cũng ghét không có việc gì thì cũng bớt nói chuyện với hai người họ khi ở trong nhà không phải vì điều gì khác chỉ là hai người họ khiến người ta rất nghẹn lời ví dụ bình thường nhất anh bị ăn cơm chưa dân làng bình thường chào hỏi giờ này nhà ai còn chưa ăn cơm anh còn hỏi tôi làm gì? Dân làng hết nói nổi. "Chị Tô, chị theo bông hoa này đẹp quá." Người ta thật lòng thực dạ khen ngợi. Cái này người không có mắt cũng nhìn ra được. Dân làng lại cạn lời, thường xuyên như thế, mọi người sẽ tìm cách đi vòng qua họ. Đơn giản mà nói, cha mẹ bị tiểu tiểu bị cả làng cô lập, nhưng hai người họ hoàn toàn không phát hiện ra, còn cảm thấy người làng này đầu óc thông minh lên rồi không hỏi họ mấy vấn đề thiểu năng nữa. Cha ơi, sao cha lại làm đại đội trưởng vậy? Khóe miệng bị tiểu tiểu giật giật, cô bé cắt ngang sự phấn khích của cha mẹ. Cha chỉ nghĩ điểm công năm ngoái có chút không đúng, lúc trước không phát hiện ra, bây giờ nhớ lại, chẳng phải cha có đi đào mương nước đó sao? Vậy không phải nên cộng thêm mấy điểm công nữa, cứ cảm thấy chỗ nào bị sai rồi, nên muốn đi xem lại sổ sách. Bì Văn Quang vừa dứt lời bèn sờ lên cái gáy ướt nhẹp. Sau đó đại đội trưởng không dám cho cha xem. Hừ, cha làm sao đồng ý chứ? Có quy củ không vậy? Thằng cha ấy tưởng cha không biết chuyện hắn thêm điểm công cho con gái nhà hắn à? Bì tiểu tiểu bất đắc dĩ, hỏi tiếp. Sau đó thì sao ạ? À? Sau đó? Sau đó hắn nói anh là đại đội trưởng hay tôi là đại đội trưởng, có bản lĩnh thì anh đi làm đại đội trưởng đi ai mà không có bản lĩnh chứ? Cha con đồng ý ngay, không phải vì nhân dân phục vụ sao? Cha làm, cha khỏe bằng mấy người đấy. Bì Tiểu Tiểu, con chẳng còn sức mà chế nhạo. Đại đội trưởng người ta chỉ nói lể thôi, sao hai người lại cho là thật vậy? Bì Tiểu Tiểu cố gắng cứu vãn, không thể để cha mẹ mình cứ thế nhận chức vụ ấy được, tuy cô bé còn chưa học được nhiều, nhưng vẫn hiểu đạo lý. Chương 5 Năm, chị và anh trai cũng sắp nhậm chức. Nguồn Mê truyện audio com Sao lại là nói lẫy được? Tiểu tiểu, con còn nhỏ, không hiểu đâu. Bì văn quan hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời của bì tiểu tiểu, bắt đầu thương lượng ngày mai mặc gì với Tô Minh Phương, bì tiểu tiểu. Bố mẹ nghe con nói này, không lâu sau, trong nhà lại có một người nữa về, chính là chị gái của bì tiểu tiểu, bì hướng tình, cô cũng chạy vào nhà, không biết ôm cái gì trong lòng đến khi cô đến gần bị tiểu tiểu kinh ngạc khi thấy thứ trong lòng chị gái chị sao chị lại trộn heo con đừng nói lung tung đây là heo con chị ôm từ trong chuồng heo của đại đội ra ngoài bị tiểu tiểu phản bác cẩn thận ôm con heo con trong lòng chỉ sợ tổ tông này rơi xuống vậy chẳng phải là trộn sao đôi mắt đen lấy của bị tiểu tiểu đầy vẻ sốt ruột chị mau thả nó về đi bác trương bảo chị bế ra đó. Bị hướng tình vên cầm. Bác ấy bảo nếu chị đã nói thế thì tự mang về mà nuôi, đừng quấy rầy bác ấy nữa. Chẳng phải chỉ là nuôi một con heo thôi sao, bác ấy xin con heo này cho chị nuôi rồi, còn bảo muốn xem xem chị nuôi được bao lâu, nếu chị nuôi tốt tay hơn bác ấy, thì sau này chị sẽ quản lý chuồng heo. Heo trong đại đội của họ đều là cùng nhau nuôi, hơn 10 con đấy, mỗi ngày đều được bác thẩm cẩn thận hầu hạ, chỉ có điều chẳng thấy thịt đâu, ai ngờ ngày nào bị hướng tình cũng đến nói bác ấy nuôi không đúng cách, bị người ta đuổi ra ngoài, bị tiểu tiểu cảm thấy tấm thân nho nhỏ sắp không đè nén nổi trái tim phải chịu dày vò nhiều năm của mình rồi, cô tỏ vẻ tuyệt vọng, trung rẩy hỏi. Chị ơi, con heo này bao nhiêu tiền? Năm đồng, yên tâm, đợi nuôi nó lớn thì chị chính là người đứng đầu đội nuôi heo của chúng ta. Làm tốt lắm con gái, nhà chúng ta thật sự có nhiều chuyện vui đến cùng lúc. Việc vui gì vậy? Cha, mẹ sắp làm đại đội trưởng, hội trưởng hội phụ nữ rồi. Tô Minh Phương và Bì Văn Quang cùng đồng thanh nói. Thật sao? Cha mẹ, hai người giỏi quá. Bì hướng tình hoang hô, không hề nghĩ ngợi đến tính chân thực của vụ việc. Ba người đều tuét miệng cười giống nhau, tâm trạng Bì tiểu tiểu giống như cỏ dại bật gốc trong gió. Lúc thì bay về bên này, lúc lại bay về bên kia, dù sao cũng không đáp xuống đất được, đến khi một giọng nói vang lên cha mẹ, hướng tình, tiểu tiểu, con sắp làm thầy giáo ở trường của tiểu tiểu rồi. Hay lắm, cỏ dại trực tiếp lướt qua mặt đất, rơi xuống vực sâu. Chương 6 6. Chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng mắng. Nguồn Mê truyện audio com không giống với người nhà hết sức phấn khởi, sắc mặt bị tiểu tiểu bình tĩnh, trong tròng mắt đen lấy ánh lên đầy vẻ cam chịu cô bé cảm thán mình mới tí tuổi đầu mà đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện, lúc này bà nội của cô bé cũng về, bà già chết tiệt đó dám trộn dây khoai lang đỏ từ chỗ mẹ về trồng, để xem ngày mai mẹ xử lý bà ta thế nào. Bà cụ Tăng Lập Nguyệt Hùng Hổ dẫn theo chú Hai Bì Văn Hòa và vợ chú Đinh Thúy Hồng về cùng, còn có em họ bị hướng dương lon ton theo sau, hai đứa ngốc chúng mày, thấy cũng không biết đường mở mồm, mẹ đang nghĩ quái lạ sao hôm nay trồng nhanh thế, ít hẳn một hàng so với mọi khi. Bì Văn Hòa và Đinh Thúy Hồng bước theo Tăng Lập Nguyệt, nghe bà cụ mắng chửi chỉ biết vân vân dạ dạ chứ chẳng dám nói lại nửa câu. "Nội, chú hai thím hai, mọi người về rồi ạ." À. Bì Tiểu Tiểu chạy lại chỗ bà cụ, ánh mắt sáng lên. "Nội ơi, cha con muốn làm đại đội trưởng." "Gì mà gọi là muốn làm hả con bé này, ngày mai cha con sẽ làm đại đội trưởng." Bì Văn Quang cực kỳ không hài lòng với lời giải thích này, đại đội trưởng gì đấy? Thằng cả mày lại rảnh rỗi gây chuyện hả bằng vào mày cũng muốn lên làm đại đội trưởng về soi lại gương đi con ạ à, tăng lập nguyệt nghe nói vậy mí mắt lập tức giật giật tức thì đã kích bì văn quan mấy câu nhà chúng ta làm gì có gương mẹ lại không cho mua bì văn quan phản bác kinh tế nhà bọn họ đều nằm trong tay tăng lập nguyệt đừng nói là bỏ tiền mua một chiếc gương mua lương thực thôi cũng phải tính toán chi ly từng tí một tiền 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 nuôi ba đứa nhỏ hai đứa học sinh cấp 3 còn đòi tiền đâu nữa. Vốn lý nhà này đều bị chúng mày tiêu sạch, để cho lắm vào, chỉ biết để không biết nuôi, cái thân già này xuôi tám đời mới gả vào nhà họ bì, lo việc nhà từ sáng đến tối còn phải giúp chồng chăm con, hết chăm con giờ đến chăm cháu. Bì văn quan chịu thua, mẹ ông ta đúng thật là, lần nào cũng chỉ biết dùng lý do này bắt bẻ bọn họ, bì văn hòa đứng bên cạnh sợ đến rụt vai, Thập Khỉnh dẫn Đinh Thúy Hồng và Bì Hướng Dương rời khỏi bãi chiến trường, Tăng Lập Nguyệt nhìn cảnh, một đứa nhát gan một đứa cứng đầu, này thì tức giận lắm mà chẳng biết trút vào đâu, mắng vài câu rồi đi vào trong bếp, con nhỏ bị Tiểu Tiểu lại nấu cơm rồi, mày cảm thấy trong nhà không có thời gian nấu cơm hả? Lại muốn vào bệnh viện. Chương 7. 7, hết hy vọng. Nguồn. Mê truyện audio.com. Bì Tiểu Tiểu im lặng không nói gì bà nội của cô bé vốn là người độc miệng mềm lòng thế đấy, xong bà cụ có thể quay về vấn đề chính được không? Tới giờ cơm tối, dưới ánh mắt của Tăng Lập Nguyệt, cả nhà ngồi im thinh thiết, ngoan ngoãn ăn chút đồ, ăn xong thì yên lặng rời đi, chị dâu, chị để bát đĩa đấy em rửa. Sau khi cả nhà ăn cơm xong, Đinh Thúy Hồng Lý Nhí nói, trên mặt là thái độ thuận theo, từ nhỏ chị ta đã nhát gan, điều kiện bên mẹ khó khăn nên gần như là bị bán vào nhà họ bì, gả cho bì văn hòa què chân, vào nhà 4-5 năm mà vẫn chưa sinh được mụn con nên càng thêm khúng núng, sợ bị nhà chồng đuổi về, cho dù sau đó sinh được bị hướng dương thì tính cách vẫn không thay đổi, để em để em, ngày mai chị dâu chính là hội trưởng hội phụ nữ, để em cho chị cảm nhận trước chỗ lợi của chức vụ này, đến. Lúc đó nhớ bầu thêm phiếu cho em. Cô Diệp Phương sôi nổi thu dọn bát đĩa xong mới về. Đinh Thúy Hồng không dám phản bác, nhìn thấy cô ta dọn dẹp xong hết rồi định cúi đầu rời đi. Gì mà hội trưởng hội phụ nữ Chúng mày định tạo phản đấy à Tăng lập nguyệt đứng phát dậy rống lên Chẳng yên ổn được lấy một ngày Rốt cuộc kiếp trước bà đã tạo nghiệp gì Để kiếp này đụng phải chúng nó chứ Anh con còn muốn đến trường làm thầy giáo Chị con thì ôm lợn về nuôi kìa bà Bị tiểu tiểu chậm rãi cất lời Lặng lẽ mách tội Cuối cùng cũng có đứa biết tìm chút chuyện có ít làm Không ngờ tăng lập nguyệt nghe xong lại gật đầu tán thưởng Biết tìm việc làm là tốt Học cấp 3 xong mà về ngày ngày cắm mặt xuống ruộng mới phí tiền của bà mày, hướng tin, lúc nuôi lợn đừng có ném việc cho bà đấy, nhớ chăm kỹ cả hai con gà mái gà nhà chúng ta nữa. Bà nội yên tâm đi ạ, à, mỗi ngày hai quả trứng gà, tuyệt đối không thiếu đâu ạ, à, bị hướng tin đứng dậy, thề thốt nghiêm túc, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý vì mới được phê chuẩn, bị tiểu tiểu giật giật khóe miệng, chuyện này nằm ngoài suy đoán của cô bé, cô bé quay sang nhìn tăng lập nguyệt, thôi quên đi, hết hy vọng rồi quay sang nhìn chú hai với thím hai, được rồi, hai người này còn vô vọng hơn, dư lại người cuối cùng chính là Bì hướng dương mới 5 tuổi đang nhìn cô bé với vẻ mặt non nớt ngốc nghếch. Thôi xin tha, cuối cùng Bì tiểu tiểu cảm thấy cô bé không thể tiếp tục cam chịu như vậy nữa, cô bé còn có thể ra sức mà. Chương 8 8. Tết có thêm thịt ăn Nguồn Mê truyện audio.com Cô bé nện bước chân nho nhỏ chạy vào phòng chứa củi, bị hướng dương cũng lon ton chạy theo sau, lúc này bị hướng tinh đang ngồi chồng hỗn dưới đất, lôi cỏ dại, mấy thứ đồ đầu thừa đuôi thẹo và đống cây bông tàn tạ đến độ không thể dùng được nữa mà cô ấy thu gom lúc trước ra, nghiêm túc xây một chiếc ổ nhỏ, sau đó nhấc con lợn đang kêu ụt ịt đặt vào trong, có lẽ con lợn cảm thấy chiếc ổ rất thoải mái, thậm chí còn trở mình ở trong, bốn chiếc móng cũng cẩn đạp đạp lên trên, trông đáng yêu cực kỳ. Chị Bị tiểu tiểu đi tới sau lưng cô ấy, đồng thời nhìn chiếc ổ nhỏ, công nhận là đáng yêu thật, chị cô bé từ nhỏ đã thích nuôi động vật, gà vịt trong nhà đều có tay chị chăm, chẳng qua mấy năm này chị từ cấp 2 lên cấp 3 nên thời gian eo hẹp đi hẳn. Tuy nói phương pháp nuôi giống nhau nhưng bị tiểu tiểu cảm thấy cô bé nuôi không được mát tay như chị. Thời điểm bị hướng tinh nuôi gà, mỗi ngày gà đều đẻ đều đặn một quả trứng, mà người khác cho gà ăn lại không ra sản lượng lớn như vậy. Hiện tại chị cô bé đã tốt nghiệp cấp 3, không có cách nào học lên đại học nên định bắt đầu theo lại nghề cũ, tiểu tiểu, em xem chú lợn này biết điều chưa nè. Chờ chị chăm nó lớn, tết nhà chúng ta sẽ có thêm thịt ăn. Bị hướng tinh tươi cười rạng rỡ, nhà chúng ta chưa nuôi lợn bao giờ, nhỡ không nuôi nổi thì phải làm sao? Lời bị tiểu tiểu nói là sự thật, nếu lợn chết sẽ lỗ nặng, năm đồng đối với nhà cô bé mà nói không phải con số nhỏ, chủ yếu là, làm vậy còn đắc tội với Thính vương, chồng thiếm vương là bí thư chi bộ của thôn, vẫn luôn kiểm soát việc nuôi trồng trong thôn. Hai năm nay bên trên giao nhiệm vụ xuống bảo dân nuôi lợn nhưng tự mình nuôi lợn rất khó. Tuy phân lợn dùng làm phân bón rất tốt, khổ nổi bản thân kiếm đủ miệng ăn đã khó, nuôi lợn càng khó hơn, nhỡ nửa chừng lợn sinh bệnh chết thì đúng là lỗ. Nặng hơn nữa mấu chốt nhất là giá của nhiệm vụ nuôi lợn không cao cho nên mọi người không mấy mặn mà, vì vậy đại đội trưởng đưa ra quyết định nuôi lợn chung, quay một khoảng sân để chăn nuôi, bên trong chăm ba mươi con, mỗi năm đều vì bệnh chết mà dư lại đâu đấy 20 con, song phụ trách nuôi lợn đều là thân thích của đại đội trưởng và bí thư chi bộ, mọi người cũng không ý kiến gì. Chương 9 Chính Em thấy chị ngốc lắm hả? Nguồn Mê truyện audio com Nói chung nếu tự mình nuôi lợn thì tổn thất còn lớn hơn, tất cả mọi người đều ôm tư tưởng đó. Ai ngờ bị hướng tin biết trên núi có hổ mà vẫn trèo lên. Chẳng biết giờ có bao nhiêu người đang cười thầm sau lưng cô ấy nữa. Đại đội phong cốt bọn họ do ba họ lớn tạo thành. Sau lưng đại đội trưởng là nhà họ đoàn. Sau lưng bí thư chi bộ thôn nhà họ lâm. Và sau lưng kế toán viên là nhà họ lưu. Nội bộ ba nhà có mâu thuẫn nhưng đều nhất trí đối ngoại. Thế lực ảnh hưởng trong đại đội và công xã cực sâu. Một vài gia đình chuyển đến sau đều cố gắng tránh phát sinh xung đột với ba nhà kia cả. Ngoại trừ nhà cô bé nhà cô bé là bị người ta tránh như tránh tà cô bé thầm nghĩ hiện tại cha chống đối đại đội trưởng mẹ chống đối hội trưởng hội phụ nữ chị chống đối cả nhà bí thư chi bộ đại đội anh chống đối thầy giáo trương mà thầy trương chính là con rể nhà kế toán viên hay lắm này rõ là muốn tung một mẻ lưới bắt hết các cấp lãnh đạo trên đại đội mà bị hướng tin quản bì tiểu tiểu ra sau đầu chẳng để bụng trước sự lo lắng của cô bé Lúc trước nhà mình đã nuôi con nhỏ bé tí như em bao giờ đâu, cuối cùng không phải vẫn nuôi lớn à. Bì Tiểu Tiểu chết lòng, không khuyên được chị, bì tiểu tiểu quay đầu bỏ đi lại đụng phải Bì Hướng Dương đằng sau, Bì Hướng Dương gần 5 tuổi mà đã cao ngang ngửa bì tiểu tiểu, bị đụng ngã cũng không khóc, còn cười hì hì, sau đó chìa quả dại bé tí trong tay ra ngỏ ý cho cô bé, bì tiểu tiểu nhìn trái cây mọng nước đã nứt ra kia và nụ cười ngốc nghếch của bì hướng dương, bất đắc dĩ đỡ cậu bé dậy cầm lấy trái cây nhét tọt vào miệng cậu bé, bị tiểu tiểu chạy sang phòng anh mình, bỏ lại bị hướng dương. Đang nhăn tít mặt vì ăn phải quả dại chua, chật, em nghĩ chị em ngốc lắm hả? Bị hướng tinh liếc mắt nhìn bị hướng dương tự mình tạo nghiệp, sau đó lại tiếp tục dùng sự chú ý vào chú lợn nhỏ của cô ấy, bị hướng dương chỉ có thể yên lặng nuốt quả dại xuống, có chua nữa cũng không thể lãng phí, sau đó mặt như đưa đám trở về phòng. Chị Tiểu Tiểu đúng là khó lừa thật đấy, lúc vào phòng của bị hướng dung, Bì tiểu tiểu thấy anh đặt võn vẹn hai bộ quần áo lên giường, một bộ màu xám và một màu xanh đậm, vẻ mặt trông rất khó đoán, hình như đang đắn đo không biết lựa chọn bên Nào, thấy bì tiểu tiểu đi vào, bì hướng dung hỏi ý kiến của cô bé Chương 10 10. Phải thể hiện năng lực Nguồn Mê truyện audio.com Tiểu tiểu lại đây, nói xem mai anh mặc bộ nào thì ổn hơn bị hướng dung nghĩ đến chuyện ngày mai lên bục giảng dạy học, tính tình thường ngày vốn ổn trọng cũng khó nén nổi kích động, em cảm thấy anh không đi thì tốt hơn á. Được rồi, vậy chọn bộ màu xanh da trời đi. Bị hướng dung quyết đoán chọn bộ màu xanh, sau đó treo nó sang một bên, bị tiểu tiểu nhìn bị hướng dung không để cô bé vào mắt, khóe miệng giật giật liên hồi, nhìn không được quát to. Anh! Hay! Bị hướng dung lại lôi sách giáo khoa hồi trước của anh ra, coi chương trình học của bọn bì tiểu tiểu, tính toán xem ngày mai sẽ dạy những gì, không lên lớp không được, tuyệt đối không thể để tên thanh niên trí thức họ trương đến cả bài học cũng giảng sai kia dạy dỗ tiểu tiểu nhà anh. Đám học sinh đó quậy lắm, không chịu nghe lời đâu. Không sao, anh có kinh nghiệm dạy dỗ trẻ con. Thành tích của bọn nó đều kém. Thành tích kém mới thể hiện được năng lực của anh chứ. Bì tiểu tiểu chết lòng lần nữa, hay bì tiểu tiểu chỉ đành chấp nhận số phận, lê lết về phòng còn cha mẹ ấy hả bọn họ càng chẳng để ý lời cô bé hơn bì tiểu tiểu đã có thể tưởng tượng đến ngày mai trong thôn náo nhiệt chừng nào rồi buổi tối không có hoạt động gì người nhà họ bị nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chớp mắt một đêm đã qua đi ngày hôm sau lúc bì tiểu tiểu thức dậy cha bì và mẹ bì đã đi làm từ lâu bì tiểu tiểu mặc quần áo tử tế đeo cặp sách lên sau khi rửa mặt sạch sẽ thì vào nhà bếp lấy một chiếc bánh bột ngô Vừa khéo bắt gặp Bì Hướng Dung ăn mặc chỉnh tề cũng mới mở cửa ra ngoài, Bì Hướng. Dung mặc chiếc áo xanh đậm chọn tối hôm qua, phối với quần đen và giày vải cùng màu, còn cố tình dùng nước vuốt tóc anh, quần áo của anh sao phẳng lì thế? Bì Tiểu Tiểu tò mò hỏi, vậy đến cả một vết nhăn cũng không có luôn nè, anh dùng nước nóng đấy. Bì Hướng Dung đóng cửa lại. Đi thôi Tiểu Tiểu, em suốt ngày rề ra. Bì Tiểu Tiểu thì em đang định đi mà, xong bị tiểu tiểu không phản bác lại, chậm chậm bước theo sau bị hướng dung đi đến trường, phải công nhận một điều rằng người nhà cô bé rất cao, cha hơn một M8, mẹ một M7, anh và chị cô bé còn cao hơn cha mẹ một chút, còn bản thân cô bé, không biết có phải vì cơ thể vốn ốm yếu hay không mà 10 tuổi rồi mới được có một mét.